mang cả gia tài đi chống dịch. Đó là câu chuyện của chàng trai trẻ Nguyễn Hoàng Phúc làm nghề tài xế xe du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Dịch bệnh khiến ngành du lịch đóng băng. Phúc đăng ký tham gia tình nguyện viên đội phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng vì thiếu tài xế đưa đón bệnh nhân F0, Phúc đã đưa cả hai chiếc xe đang trả góp ngân hàng của mình vào để phục vụ. Lý do em tham gia làm tình nguyện viên chống dịch là em muốn góp phần một nào đó sức trẻ của mình cho cuộc sống này. Và trước đó hai chiếc xe của em á là đang làm chạy dịch vụ du lịch. Rồi còn hiện tại bây giờ thì đang là một chiếc là chở các đội ngũ y bác sĩ tới địa điểm lấy mẫu. Còn một chiếc thì em để làm phương tiện để cấp cứu oxy tận nhà cho bệnh nhân. Còn cái việc mà sắp tới mà cái việc trả ngân hàng thì có thể là em cũng có dành dụm chút ít. Thì nói chung là mình ráng tới đâu hay tới đó thôi, gồng được tới đâu mình gồng. Công việc bận rộn lại thường xuyên tiếp xúc làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm nên đã hơn 2 tháng nay gần như Phúc chưa về nhà. Nhưng cũng như nhiều tình nguyện viên khác, Phúc vẫn cẩn mẫn ngày đêm tham gia vào hoạt động phòng chống dịch. 5.000 đoàn viên thanh niên tham gia đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch tại các địa phương phía Nam có dịch bệnh diễn biến phức tạp. Họ là giáo viên, giảng viên trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học sinh đang theo học hệ trung cấp khối ngành y khoa, y tế dự phòng, y học cổ truyền, dược hóa, hóa dược, điều dưỡng, hộ sinh, răng hàm mặt, nha khoa, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, y tế công cộng, tổ chức và quản lý y tế, quản lý bệnh viện. Để triển khai đội hình, các tỉnh, thành đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia trước ngày 31 tháng 8 tại địa chỉ chongdich.doanthanhnien.vn. Việc triển khai đội hình tình nguyện này nằm trong kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc chung tay phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.